ơi. Sao mày vào được đây vậy? Mày đoán xem sao mày vào được đây. Cô vào đây không? Dạ vâng ạ, em ra ngay ạ. Dạ vâng. Nào mày không ra bắt củ cho nào, mày chết chúng tao rồi. Bố tao gọi 3 4 cuộc liền. Có thể là tổng bây giờ cũng đi rồi nhá. Lại chưa mua. Lại chưa mua gì, đi đường về tao thì có quán nào. Mày nhờ phản phát nào. Đây. Đây là mặt sau. Chưa nắp cánh. Nghèo đâu. Nghèo đây. Người nó nóng lắm, một tí nữa mà ấy mày tao còn quay video. Ôi mày ơi, sao kệ xấu thế? Xấu thật à? Xấu ai? Làm bạn học được mà. Nhưng mà xấu lắm. Không thích à? Trông như cứt thế này thích cái gì? Cánh nào được à? Eo ơi, tỏm vãi luôn ý. Thế tao làm cái trắng lên nhá. Thế? Tao đã bảo tao không lấy cái này rồi, mày không lắp cho tao cái trắng, mày cứ kẹt xỉ. Cút đi, ra đâu thầy em. Bực cả mình. Đã bảo mang cho cái trắng rồi. Không mua dây sạc nữa. Không mua thật. Cho tí tôi gọi điện nhá. Đã điện. Có chìa khóa chưa? Có ai đóng rồi ấy. Thôi đóng lên. Đóng, đóng rồi. Không có tiếp. Đóng nào.
Nhưng mà cái này nó to hơn cái đấy gấp 3. Chảy xước đâu? Nhìn kìa. Chưa nâu thôi, mới cả đang làm mà nên nó mới thế chứ có thể. Hả? Alo, đang đâu anh? Đang đâu à? Mẹ bán hơn 200 à? Nhà tao bán như nhà mày có 100, tao làm đã hết 120, nhưng mà lại bán cho mày nhà mày 100 á. Thôi, ủi dồi, tôi muốn cậu nhà mới to hơn 30 đồ, chứ cái đấy nó không được được đồ. Dùng được đây, bây giờ tôi đang quay video đây. Đổ cho anh cục sạc được không? Mua ngoài hơn 200 thôi là anh mua bây giờ anh đang cần nhiều pin nhé. Ừ. Thề tin được. Cục sạc nhanh mà, đấy là cục sạc nhanh mà. Tin được. Cục sạc thường với cục sạc nhanh khác nhau, đấy là cục sạc nhanh. Nhưng mà ý anh là em cho anh mượn được không, anh đổi cho em cục sạc này xong rồi anh quay tập trung 4 hôm này xong thôi dạ em. Sao? Nhưng mà không có hơn 200. Sang chẳng nói còn gì, cũng khoát cũng vui lên quán, mẹ cả chỗ bao người. Đều quá. Nhưng mà mình thích cái tab này thật à? Cái tab này nó bé lắm. Nhưng mày có biết là hôm qua tao quay cả hôm qua anh như là ngay cả sáng nay sang không nằm kịp được nên tao muốn mang cái này đi luôn, tưởng mày thích. Tại không chảy xước đâu, đấy bên trong anh mình thấy. À, sao cậu mẹ cứ dạy thôi. Thế cho người ta mượn điện thoại được không, người ta là anh ăn nói chuyện gì hả? Ừ. Ăn 6 chứ mày điện thoại ăn gì? Ăn gì thì ít đi thôi, 25.000 thôi nhá. Để còn 100, có 100 thôi để mình xem. Thế nên lấy đi, xong là xong thì gọi ra tôi luôn. Ừ. Luôn không? Đã rồi mình cho mình bị chửi, bị mẹ đã rồi, muốn tốt cho người, muốn tốt cho người bị chửi á. Ôi mẹ tao thấy cái này có tiện đến bao nhiêu thì mẹ tao nghĩ ui mẹ quay video của mình có đi nhiều một tí đây. Nhưng mà có cái này ta chỉ ngồi một chỗ thôi, mẹ có chỗ gác chân nữa. Chứ cái tab kia thì cũng chỉ làm hết hơn 100 là rẻ mà. Cái phẩm thì mẹ mày 40 phân mày để bao nhiêu cái. Thôi nên có cái gì? Này, có cái dây sạc nào không? Thế cái cục sạc nhanh đấy không cho mượn được à? Bị nhận mấy cục sạc này sạc chậm toàn thì vừa cắm vừa sạc không mà cứ sợ nó đổ. Nó cũng nên nhanh ấy, nhưng mà quay thì nó hay bị tù pin hay là không kịp ấy.
Thế thế bao giờ nếu mà ví dụ mà mày đi đâu thì mày cho tao mượn nhá. Mày ghi ký tự gì đến đấy là ghi kiểu tao không biết được, mấy cả tao cũng chẳng bao giờ lấy trộm mà, mày biết mà. Thế thế đi cùng người ta nhá, tôi thất tùng hay là kinh tế vô lần. Thôi nội cũng ngon đâu, có đâu đói không muốn ăn cái gì đấy, tôi thực tế một chút chứ tao không muốn ăn nội với chè đâu. Ra gì? Ra đâu? Kinh tế quốc dân nghe đây. Không có nộm thì ăn bún luôn tối đâu phải ăn. Trời. 2 năm nghìn thôi mà. Nếu mà tháng này nhá, đi nhá. Nhìn nó lạnh lắm, mẹ mặc cái gì mà đi. Nhìn nó khập khênh lắm. Mà tao thế này mà cậu cũng mặc xích xì thế, nhìn như kiểu bố đều con. Đấy. Xong thì gọi nhá.